coi nha. Wow. Smoked coffee, ha. Huh? Wow, interesting. Cái cơm bò lúc lắc hấp dẫn không? Cơm của họ xào lên, họ không có dùng cơm trắng mà cơm họ xào lên thấy ngon ghê. Mì Quảng. Để mình coi mì Quảng. Để mình coi cộng mì coi nha. Có trứng, có tôm. Rồi có bánh tráng. Đó. À. Đây là cơm Huế, mấy cái này cả nhà thấy nè, đậm chất miền Trung không? Cái đây là miếng da heo để ăn kèm nè. Rồi để mình coi nha. Hello cả nhà. Hôm nay gia đình Toàn tới một trong những nhà hàng nổi tiếng ở khu vực này, đó là nhà hàng Bếp Nhà nha cả nhà. Đó thì bây giờ Toàn cùng với Nguyền đi vào bên trong để khám phá những món ngon ở nhà hàng này nha cả nhà. Hello, Nguyền chào cả nhà nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi vô nha cả nhà. Ok. Đó thì bây giờ Toàn quay một vòng trong cái quán này của mình nha cả nhà. Cho cả nhà. Hello em, em tên gì vậy? Em tên Ngân. Em tên Ngân hả? Thì cho anh hỏi cái quán của mình nó mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? Quán mở từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối ạ. À. Dạ. Có ngày nào nghỉ trong tuần không em? Đóng thứ ba. Đóng cửa. Dạ. Rồi quán mình ở đây có những cái món nào mà đặc biệt ở của quán mình không vậy? Dạ, có quán em có bún bò Huế, có mì Quảng, có bánh tằm bì nữa. Có cơm bò lúc lắc luôn ạ. Dạ. Rồi còn nước uống hình như anh thấy có cái coffee. Dạ, nước uống thì có smoke coffee, có ube coffee, mấy loại cà phê egg coffee này kia. Dạ. Có trà bạc hoa hồng luôn. Cái đó người ta gọi nhiều. Wow. Trà bạc hoa hồng đó em. Trà bạc hoa hồng. Trà bạc hoa hồng. Wow. Dạ. Rồi anh cảm ơn em nha. Thực đơn hấp dẫn quá anh ơi. Thực đơn này em không có thấy, em không có thấy trong mấy nhà hàng khác á. Thực đơn rất là ngon. Ok. Thì bây giờ cái này là mì Quảng đúng không? Em nói đặc biệt ở đây. Dạ. Ok, vậy cho anh một cái tô mì Quảng đi. Rồi em kêu cơm hến hay gì? Ok, cho chị một mì Quảng nè, một cơm hến nè. Rồi có gì ngon không em? Có bún bò Huế người ta cũng gọi nhiều. Không, có bánh tằm bì hay bánh tằm bì có không? Có bánh tằm bì ngon không? Dạ người ta cũng gọi. Tại vì nó có nước dừa với nước mắm nên Rồi cho chị ba cái đi. Bánh tằm bì. Tằm bì nè, cơm nè, mì Quảng nè. Ba món này rất là đặc biệt mà lạ nha. Hôm nay mời cả nhà cùng với gia đình Quyền ăn thử ba món này nha. Rồi đây có những cái nước hình như anh thấy trong này có cũng đặc biệt không ạ? Dạ, bên có cà phê trứng. Có smoked coffee. Có ube coffee, có cà phê sầu riêng nữa. Wow, vậy á. Ok. Chắc được rồi. Ok, vậy là bà mình có một cái mì Quảng, một cơm hến, một bánh tằm bì, một cái smoked coffee, một ly. Cái này là smoked coffee ạ. Ok, bây giờ em mới bắt đầu làm đi. Cả nhà ơi, coi nha. Wow. Smoked coffee, ha. Huh? Wow, interesting.
tiên là thì uống món này đó. Wow. So beautiful. Cả nhà nhìn ly trà đào này dễ thương không? Cả nhà ơi, hồi nãy là màn trình diễn của Smoke Coffee, còn bây giờ là ly trà đào của Huyền nè, dễ thương không? Rất là dễ thương, y như là các bé trong quán này vậy đó. Ok. Rồi hiện tại là ngoài nước uống là trên bàn của Huyền với Toàn là có, đây là trước mắt là một đĩa cơm bò lóc lách, hấp dẫn không? Cơm của họ xào lên, họ không có dùng cơm trắng mà cơm họ xào lên thấy ngon ghê. Rồi mình có ăn kèm với củ kiệu nữa nè. Cái này là cái đặc biệt nha, cái củ kiệu là món Huyền mê lắm nè. Rồi đây là mì quảng. Để mình coi cái mì quảng. Để mình coi cọng mì coi nha. Có trứng, có tôm. Rồi có bánh tráng đó. Cộng mì quảng này cả nhà ơi, hấp dẫn lắm nè. Thì đây là món mì quảng thì cả nhà cũng biết rồi đó, nhưng mà cái đặc, cái mà lạ đó là tại vì ở đây á, họ ít có nhà hàng họ làm mì quảng lắm, cho nên tìm được một cái nhà hàng mà có món mì quảng là Huyền mừng lắm luôn rồi đó. Rồi một cầu cái nữa là cũng là món lạ là cơm hến xúc bánh tráng. Cái này ở đây là cơm hến, cái này cả nhà thấy nè, đậm chất miền Trung không. Cái đây là miếng da heo để ăn kèm nè. Rồi để mình coi cái này là cái gì. Mắm ruốc. Cái này mắm ruốc. Mắm ruốc có đậu rồi có rau cải, còn cái này là cái gì? Cái này da heo. Cái này da heo nha cả nhà. Đó rồi đậu phộng, cơm, rồi hấp dẫn lắm. Thì đó thì cả nhà thấy đó thì đây là tổng tổng thể là nguyên cà phê. Cái này là smoke coffee hồi nãy là đã smoke coffee rồi. Em các em trong quán đã biểu diễn cho mình thấy rồi đó. Nhà đây là ly trà đào rất là xinh xắn và dễ thương. Ok. Thì thôi thì mình cũng giới thiệu sơ sơ thôi, thì bây giờ mời cả nhà cùng với Toàn với Quyền ăn thử nha. Rồi bây giờ em muốn thử cái ly smoke coffee thử coi. Ok. Thì bây giờ Quyền sẽ thử cái smoke coffee xem nó ngon như thế nào nha. Trước tiên là Quyền nghe được cái mùi thơm. Cái mùi thơm đặc trưng của smoke coffee á, ngon lắm. Để mình thử nha. Mà cũng lạ lạ. Uống tầm này đó không biết tối ngủ được 2-3 giờ chiều rồi đó. Ừ. Ok rồi em thử trà đào. Uống thử trà đào coi. Cái quán này có. Đợi chút nha. Wow, dễ thương quá. Cái mùi vị dễ thương y như cái ly nước luôn. Đây có một cái cô bé phục vụ bàn rất là xinh xắn dễ thương. Họ đừng thấy đồ ăn hay là những cái trang trí trong đây bàn ăn của mình cũng vậy, chưa ăn mà thấy ngon miệng rồi cả nhà. Thì ăn một miếng này xem sao. Oh my god, nó mềm. Nó mềm lắm. Cái kiểu nào rồi giờ à, thích bò với củ kiệu nè. À rồi em dập. Okay, thì mời cả nhà mới mì quảng nha. Mì quảng thì cái phải có bánh tráng với đậu phộng nè. Bẻ bánh tráng nè. Để coi cái mì quảng coi. Dẫn. Không có muỗng nữa ta.
mời nha. Ngon anh ơi, ngon lắm cả nhà. Cọng mì rất là tươi và mềm, xong rồi ăn kèm với lại miếng giá với miếng đậu phộng với miếng bánh tráng á, xấu dách luôn. Ngon lắm. Đậu phộng à. Tôm nữa nè. Rồi ăn tôm. Tôm luôn hả? Ok. Ngon quá. Ok, bây giờ cả nhà ơi, bây giờ là Huyền tấn công qua cái cơm hến nha. Cơm hến xúc bánh tráng. Thì cái đây là món ruốc nè, để Huyền ăn. Quê ngoại Huyền là người miền Trung đó, cho nên giờ mình phải ăn cái này để tìm về cội nguồn. Đặc biệt luôn. Mùi mắm ruốc ha. Trộn với mùi mắm mật. Mùi mắm ruốc ha, quyện với lại hến với lại đậu phộng. Khi mình nhai vô miệng nó kèm với miếng da heo nữa, nó ra một cái vị rất là đặc trưng. Phải thử cả nhà ơi, không thử là uổng lắm. Một miếng nữa nha. Cái bánh tráng nó hai viên hến. Cả nhà ơi, hến xúc bánh tráng nha. Ngon quá. Hả? Ngon dễ sợ ngon. Ok.
xong đó là cái hương vị của miền Trung đó, nó vẫn còn đọng lại trên miệng thì rất là đậm đà. Tại vì nhớ là cách mấy chục năm về trước đó là ăn ở Việt Nam có bác đi làm đó, tìm ra cái vị đó không có. Vì hôm nay ăn là cũng tương tự cũng được đó. Mặn mòi đúng đúng chất là đúng hương vị của người miền Trung luôn. Còn cơm hến, hồi nãy anh ăn cơm hến thì sao? Cơm hến thì theo anh lần đầu tiên ăn thì rất là ngon. Mì Quảng em cũng ăn lần đầu tiên đúng không? Uh-huh. À, vậy cơm hến thì là xuất sắc rồi, một chữ là xuất sắc thôi. Thì có nhiều bạn người Trung lắm, cho nên đây là một cái địa điểm lý tưởng để mà mời bạn bè người Trung đến đây ăn những cái món miền Trung của mình. Một nửa dòng máu miền Trung. Ok, thì cả nhà thấy video này hay, cả nhà hãy like, share và subscribe giùm Toàn nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây là một vòng cho cả nhà thấy khung cảnh ở quán bếp nhà nha cả nhà. Ok, Toàn xin chào cả nhà nha. Ok, bye. Xin chào nha, bye cả nhà. Đó, thì cả nhà đương thấy đây là quán bếp nhà nha cả nhà. Đó, đây là bên ngoài của quán bếp nhà. Đó, thì Toàn quay một vòng cho cả nhà thấy cái khung cảnh ở ngoài của quán bếp nhà nha cả nhà. Đồng thời ở đây nó có cái chợ Hồng Kông luôn nha cả nhà. Đó, thì Toàn quay gần lại cho cả nhà thấy đó. Đó, đây là chợ Hồng Kông nha cả nhà. Bếp Trà Bi nữa. Biết được gì? À. Biết trời bi cũng một thời là mưa làm gió đó. À. Bên kia có tuyết tofu là 30 năm rồi đó. À. Nổi tiếng ở đây. Ở đây có quán lá me nữa nha cả nhà. Wow. Mình đi lá me. Ok.